Trân trọng kính chào quý đầu tư và chị em quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ ký gửi bên em một miếng đất vườn ha. Ngang là 20, dài 150. Hiện tại trước màn hình mình là đang là 2m anh chị. Di chuyển ra khoảng đường nhựa là khoảng 500m là tới đụng đường nhựa rồi ha. Đụng đường nhựa bèo phải đó về quốc lộc A ngay cầu Rượu, còn bèo trái đó về cầu Chợ Bưng nha. Đây, cái đường này cũng được thông ra đường nhựa luôn, là cặp bờ kinh chỗ mà cầu Rượu anh chị. Đó, chạy khoảng 1km sẽ đụng đường nhựa đó anh chị. Giờ di chuyển từ cái đường ranh 2m thì nó vô cái miếng đất ha. Đây, từ cái đường ranh này đó mình di chuyển vô tới miếng đất là khoảng 250m anh chị. Rồi, mình di chuyển vô trong cho anh chị xem ha. Khu này nhà ở cũng rất là nhiều nha anh chị. Cái miếng đất này nằm ở trước đất là được khoảng 1,5m nha. Nhỏ được xe máy thôi anh chị. Hiện tại thì gia chủ ở trồng rau má. Vị trí đất mình đó là nằm ở ấp 2, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây đang chạy từ từ cho anh chị nói rõ hơn, tại vì chị nhanh quá thì camera nó rung anh chị. Con này ta tầm bụi rất là nhiều anh chị, chỉ vừa anh chị. Còn một số đá thì ta trồng keo. Khu này thì có điện nước đầy đủ nha anh chị. Trước cái đất mình đó là có cái nhà nha. Cái bên là có nhà ta đang ở anh chị. Khu này thì đường về bên đây nè, bên đây trái cái màn hình mình á, quay qua mình nè, đó chạy ra khoảng 200m đó, sẽ đụng đường ranh 2m anh chị, đến 2,5m. Đây tới đây thì di chuyển vô cái đất khoảng 50m tới rồi. Đây nhà qua sở nhìn thấy không? Với diện tích là ngang là 20, dài vô là 150 nha anh chị. Để bỏ xe xuống quay cho anh chị xem ha. Vị trí ở đây là ở ấp 2, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây, mới mở cổng vô rồi. Đây, miếng đất mình trồng cà má nè. Đó. Từ cái vị trí cái cổng mình nè, tới cái anh mà đứng bên bển á là 20. Còn cái vị trí đây là chiều sâu đó là 150 nha anh chị. Đây, mình được là 5 clip nha. 5 clip rau má. Đây, quay cao cho chị xem. Đất rất là đẹp ha, rau má rất là xanh tốt. Đó, tới cái nhà có cái hàng rào anh chị thấy không? Cái nhà ngói đó. Đó, quay cao cho chị xem này ha. Đó, dài tới đất mình dài tới đó anh chị. Cái này gia chủ ký gửi bán chỉ có 320 triệu thôi. Giá này rất là rẻ nha anh chị. Giá này cũng mềm ha. Tại vì ở đây cũng dân cư thì ở cũng rất là nhiều. Mà di chuyển ra đường đan thì có một đoạn thì 200m là tới đường đan này. Còn một đoạn đó là khoảng 200m, 250m là sẽ đụng tới đường đan nữa anh chị. Thông ra đường nhựa về cầu Chợ Bưng. Còn một đoạn là thì về quốc lộ 1A ngay cổ cầu Rượu anh chị. Đây, em quay từ từ cho anh chị xem ha. Cái hướng này là mảnh đất mình là làm hướng Tây Nam nha. Đây, khu này ta trồng rau má rất là nhiều anh chị. Đang quay xuống cho anh chị xem ha. Rất là xanh tốt. Trên đất mình là sạch sẽ, không có mồ mả gì trên đất nha anh chị. Anh chị yên tâm vấn đề đó ha. Cái này gia chủ bao giấy tờ cho mình luôn nha anh chị. Đây, đây tới cái đợt cái bờ này nè anh chị, em qua tới đây luôn. Đây bờ ganh mình nè, đó sâu vô tới rào dưới cái chỗ cái nhà ngói anh chị là 150m, còn cái mặt tiền này đó thì có 20m thôi. Đây cái đường công cộng là 1,5m nha anh chị, đường xe máy thôi. Đó, cái này gia chủ ký gửi bán ở đây là 320 triệu một công, với tổng diện tích là 3 công đất. Đây, còn anh chị nào ở Sài Gòn á, mình di chuyển về cái mảnh đất này á thì mình đậu ô tô ở ngoài đó, mình chạy xe khoảng 250m là tới đất ha, mình đi xe máy ha. Còn ô tô mình đậu khoảng ở ngoài đường ranh nãy là 2m mấy á anh chị, thì ô tô 4 chỗ vô đâu được anh chị.
Nãy có một xe vật liệu nó khoảng 500 kg, nó đã chạy vô đó anh chị. Được ô tô khoảng 4 chỗ thôi nha, 7 chỗ thì chạy không được anh chị. Nếu mà anh chị bà con nào ở Mỹ Tho á, thì di chuyển lên đây là khoảng 8 cây số, cũng rất là gần nha anh chị. Đây, đất mình chỉ trồng cao mát thôi. Bất động sản cũng chân thành cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã thời gian qua đã ủng hộ mua đất và nhà và đất vườn bên em. Đây, chiều dài quá xa nha chị, em đi tới đây thôi ha. Đó, tới cái nhà ngói có hàng rào sẵn ha. Xung quanh thì cái đất mình thì có ba mặt có hàng rào hết rồi, chỉ có mặt đây anh này đứng đây thì chưa có hàng rào thôi anh chị thấy không. Nó về thì mình muốn lên clip trồng vườn thì cũng được anh chị, tại cái này có hàng rào hết rồi, mà xung quanh đây thì dân ở đây nó không có khóa anh chị, mình rất là yên tâm vấn đề đó ha. Còn nếu mình muốn làm rào là một bên này nữa thì cái đất mình rất là đẹp rồi ha. Đây anh chị thấy không, đây khu này trồng dừa rất là nhiều và bưởi. Đến em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh đất này hãy liên hệ bên em, bên em vẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả hợp lý để mình mua đầu tư hay là về làm vườn. Ở đây các nhà nghỉ dưỡng rất là yên tĩnh nha anh chị. Bất động sản đặc biệt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.